Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Thảo Dược Người Dao. Hôm nay trong clip này, Thảo Dược Người Dao tiếp tục gửi đến các bạn một cái cây thuốc, một cái vị thuốc. Vị thuốc này được người Dao ở trên vùng chúng tôi dùng để làm lợi tiểu, hay là những cái chứng bí tiểu này bị đái rắt, đái buốt. Đồng thời là chị em phụ nữ sau sinh mà không có sữa cho con ấy, thì chúng ta sử dụng cái cây thuốc này. Đây thưa các bạn, hiện tại ở đây thì có mấy cây. Thoạt nhìn thì chắc hẳn là các anh chị, các bạn đã biết đến cây thuốc này rồi. Đấy. Đây thưa các bạn, đây chính là cây mà tôi muốn giới thiệu và gửi đến các bạn đây. Đó. Đây chính là cây thông thảo nhá các bạn nhá. Đấy. Ngày trước ở khu vực này có rất là nhiều chúng tôi chặt về làm thuốc hết. Nên bây giờ nó chỉ còn lại một số cây bé như này thôi. Đấy. Theo tiếng Dao thì cây thông thảo hay còn được gọi là xì quang. Đấy, xì quang là tiếng địa phương chúng tôi nha các bạn nhé. Đấy, cây này thì là một cái cây cây gỗ đấy. Đấy. Tuy nhiên hiện tại khi mà nó còn bé thì nó rất là dễ gãy, hay còn gọi là nó rất là xốp đấy. Đấy, ở bên trong của cây này nó có một lớp xốp, lõi của nó ấy, thì xốp nó có màu trắng. Tí nữa tôi sẽ chặt ra để cho các bạn xem. Đây tôi mô tả một chút về cái phần lá này, đặc điểm của cây này này. Đấy, các bạn thấy lá của nó khá là to, chia thành nhiều thùy này các bạn này. Đấy, cái gân lá này nó có thể từ 5 đến 7 lá nhá. Tôi xin lỗi, là 5 đến 7 gân. Đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. 6 này. Có khi nó còn đến 7 gân chẳng hạn. Đấy, nhưng mà một cái đặc điểm là chúng ta thấy lá của nó rất là to. Và thường thường cuống lá nó dài và nó phủ một lớp lông. Đây ạ, nó còn phủ một lớp lông đây. Đó. Đây là cái đặc điểm nhận dạng của cái cây thông thảo này. Còn về phần lõi thì cuối video tôi sẽ chặt ra cho các bạn xem. Đấy. Đây chính là cây thông thảo hay còn gọi là xì quang ở trên chúng tôi. Đây là một cái vị thuốc mà lấy sữa. Đấy, chúng ta có thể lấy thân của nó, tức là cạo hết cái lớp vỏ đi, ta dùng cái lõi bên trong, hoặc là chúng ta có thể dùng rễ của cây này sắc uống. Đấy. Sau đây tôi xin gửi đến các bạn một số cái tác dụng của cây thông thảo này. Cái thứ nhất là những cái trường hợp mà bị đái rắt, đái buốt ở chỗ các bạn không có những cái vị thuốc khác thì các bạn có thể lấy cái cây thông thảo này, lấy lõi của cây thông thảo này các bạn sắc uống. Và liều dùng thì các bạn có thể dùng từ 6g đến 10g cái lõi của cây thông thảo khô này các bạn có thể sử dụng. Đấy. Những cái trường hợp mà bị khát nước chẳng hạn vào mùa hè, khi mà thời tiết khá là nóng làm cho con người ta khát nước thì chúng ta có thể sử dụng cây thông thảo này, chúng ta sắc nước uống nên nó cũng rất là tốt. Đấy. Ngoài ra thì cây thông thảo này nó còn là một cái cây thuốc lợi sữa của người đồng bào vùng cao, đặc biệt cụ thể là người dân tộc Dao hay sử dụng. Đấy, chúng tôi hay sử dụng cây này những cái trường hợp mà chị em phụ nữ sau khi sinh mà ít sữa hoặc là
bị tắc sữa này. Đấy, chúng ta cũng có thể sử dụng cái này, nó rất là tốt. Đấy. Với cái trường hợp mà ít sữa này, tắc sữa thì các bác nên sử dụng lõi của cây than thảo, cây thông thảo này, hay còn gọi là cây xì quang ấy, chúng tôi hay gọi là cây xì quang. Thì các bạn có thể sử dụng cái lõi này kết hợp với lại hạt y dĩ. Đậy hai cái loại đấy kết hợp với nhau. Các bạn sắc, sắc trong khoảng 15-20 phút. Thì các bạn bắt ra, mỗi ngày các bạn uống 2 lần đến 3 lần, uống trong vòng thời gian 5 đến 7 ngày thì sữa ra rất là tốt. Đấy, đây là theo kinh nghiệm ở trên tôi. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm dân gian thì cây này là một cái cây thuốc để mà điều trị cái chứng phù do thấp nhiệt này, tiểu ít này. Đấy, để mà sử dụng cái cây này điều trị cái chứng phù do thấp nhiệt ít tiểu thì các bạn sử dụng thông thảo này, liên kiều này, cắt cánh này, xài hồ này, mộc thông này, cam thảo này. Mỗi loại các bạn sử dụng khoảng 3 gram sắc uống một ngày một thang thì nó cũng đem lại một cái hiệu quả rất là tốt cho các bạn. Đấy. Vâng, đây chính là một cây thuốc thông thảo tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Còn một điều tôi muốn lưu ý với các bạn là những cái trường hợp chị em phụ nữ đang trong quá trình mang thai thì chúng ta không nên dùng cây thuốc này. Đấy, đấy là một cái lưu ý mà tôi muốn các bạn phải thật sự lưu tâm đối với cây thông thảo này các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi xin mời các bạn xem qua một số những cái hình ảnh về cây thông thảo, xem lõi của cây này như nào.